ai rồi cũng khác, bởi vì chúng ta đã nhận ra rằng việc gặp gỡ và từ biệt sẽ diễn ra hàng ngày, và chúng ta sẽ có những cuộc gặp gỡ cho bạn học những cái bài học về nghiệp quả, khiến cho bạn sống khác đi, tìm ra nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống của mình là gì. Và trải bài lúc sáng đó chính là tìm ra nguồn năng lực đấy cho bạn. Bạn biết quan sát và hôn hút và lựa chọn điều như ý cho mình. Và tiếp theo, đây là trải bài thông điệp mà họ muốn gửi đến bạn là gì. Ở đây chúng ta sẽ có những thông điệp mà họ muốn nói với bạn. Đầu tiên đó là: tôi đã rất tổn thương bởi vì mối tình của chúng ta, nhưng không sao. Bây giờ là tôi nghĩ là thật ra mà khi chia tay, mỗi người ai cũng khó khăn, ai cũng buồn hết các bạn. Nhưng mỗi người sẽ chọn một cách đối phó với sự chia tay này một cách khác nhau. Có thể họ cảm thấy tức giận, buồn bã, hoặc là tội lỗi. Và đôi khi cái việc này không có phải là đúng hay là sai về việc cảm nhận của mỗi người. Chuyện của mình là mình tôn trọng bản thân của mình và tôn trọng họ luôn. Quyết định chia tay cho mối quan hệ thực sự là thách thức và cảm xúc mà họ đang trải qua. Bởi vì hai bạn đã có thời gian ở bên nhau, hai bạn đã từng có chung vì quan điểm cuộc sống, từng đã yêu thương nhau, từng chia ngọt sẻ bùi. Chia tay là điều không ai muốn. Nhưng làm sao mà khi mà họ nhìn lại cái mối tình này, họ thấy là cái việc này họ cần phải cho qua để tìm ra một cái sự bình an ở chính họ, một sự chấp nhận, đón nhận thật sự. Bởi vì đây là lúc không phải đúng sai nữa, mà lúc này mình dành một chút sự tôn trọng còn sót lại của họ dành cho bạn. Và việc này thể hiện được họ cũng đã trưởng thành hơn về mặt nhận thức. Họ biết nhìn nhận về vấn đề, đón nhận tất cả, dù có tiêu cực, dù có tức giận, nhưng bây giờ họ để cho mọi thứ được trở thành kỷ niệm nơi mà họ đã từng yêu thương và yêu thương bạn rất nhiều. Và thông điệp thứ hai họ muốn cho bạn biết đó chính là gì? Đó chính là bây giờ họ xem cái việc lựa chọn sống hạnh phúc là ưu tiên hàng đầu của họ. Thật ra cái bài này nó hợp năng lượng với các bạn vào lúc sáng lắm. Lúc sáng bạn nhớ không? Năng lượng bây giờ mình phải sống cho mình. Thì giai đoạn này họ cũng đã nâng lên nhận thức. Mình thấy được là sau cuộc chia tay này, cả hai bạn trưởng thành hơn về mặt cảm xúc, biết sống cho mình nhiều hơn. Bởi khi bạn sống cho mình là một điều ưu tiên hàng đầu, hạnh phúc của mình, thì lúc đó bạn mới sẵn sàng yêu thương người khác được. Mình ngưỡng mộ thái độ coi hạnh phúc là ưu tiên hàng đầu lắm. Điều đó cho thấy rằng bạn coi trọng bản thân của bạn, sức khỏe của bạn. Bạn không sẵn sàng chấp nhận những thứ gì mà không xứng đáng đến với mình. Và hạnh phúc là điều ưu tiên hàng đầu của họ. Nghĩa là sau khi chia tay, đối với những cái người khác thì người ta đau khổ, người ta buồn tủi, người ta ăn chơi sa đọa. Nhưng cái người này họ lại tập trung vào sự phát triển cá nhân, mục tiêu và sở thích của họ, khiến cho họ trở nên người có giá trị hơn. Họ dành nhiều thời gian bên bạn bè và gia đình. Đây là thật sự, cái thời gian này có thể là họ sẽ tìm tình mới hay họ thắp lại tình yêu với bạn. Nhưng bạn liệu hỏi rằng cái người này họ thực sự còn muốn yêu bạn hay không, còn muốn quay lại với bạn hay không? Thì chúng ta sẽ đến với thông điệp thứ ba của họ. Nhưng mà trước khi để có sự quyết định trở lại người yêu cũ, thì ở đây các bạn phải xem xét là hai bạn cảm thấy cái việc này, tại sao bạn sẽ quay lại người cũ? Nếu quay lại cũ rồi có gì thay đổi không? Và bạn có sẵn sàng giải quyết những cái vấn đề từ cái sự chia tay trước kia? Và bạn có thay đổi gì so với hành xử của mình? Và cả hai bạn có những quan điểm gì mà bạn muốn nói với mối quan hệ để cho cả hai được gắn kết hơn hay không? Thì đây phải làm rõ cái điều này trước khi mà họ có cơ hội liên hệ lại với các bạn. Và ở đây họ tiếp tục muốn gửi bạn thông điệp là gì? Và họ nói rằng bạn rất xinh đẹp. Nhưng tại sao bạn lại nghĩ về mình vậy? Bạn cần mình hả? Tại sao vậy? Bởi vì lúc trước mình thấy bạn
mình thích bạn không phải vì bạn đẹp, mà bởi bạn chính là bạn. Bạn có một tính cách độc đáo, một trái tim tuyệt vời. Bạn có một trí óc thông minh. Bạn làm tôi hạnh phúc, bạn truyền cảm hứng cho tôi. Bạn ủng hộ tôi trong mọi việc, không chỉ vì bạn xinh đẹp mà bạn còn một cái tâm hồn rất đẹp. Lúc đó tôi thật sự không có muốn mất bạn đâu, nhưng bởi vì có nhiều ý nghĩa xảy ra khiến tôi và bạn dần dần xa cách. Hình như cái sự ích kỷ trong tình cảm khiến bạn không chấp nhận tôi và thử thách tôi với nhiều cái điều mà tôi không hề nghĩ tới. Tại sao bạn không có giữ vẻ đẹp như lúc bạn mới quen tôi? Bạn có nhớ rằng cái vẻ đẹp đó không? Một vẻ đẹp mà tôi nghĩ bạn là cái sự tri kỷ. Bạn là người hiểu tôi, bạn chấp nhận những cái tiêu cực, những cái không tốt đẹp của tôi. Bạn thử thách trong sự yêu thương và yêu tôi vô điều kiện. Và bạn có thấy là những cái thay đổi của bạn qua hàng ngày chính là ảnh hưởng đến sự thay đổi tình cảm của chúng ta hay không? Tôi hy vọng là bạn sẽ thấy được những thay đổi của bạn trong lúc quen nhau, nó đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của tôi và bạn như thế nào. Ở đây sao mình thấy thông điệp của trải bài giống như người đàn trăng trói. Họ trách bạn là lúc mới yêu thì quá ok, yêu rồi bị ghen tuông, làm cho cái mối quan hệ nó bị tùm lum tà la, nó bị drama đó. Giống là ghen quá nó ra mà lắm các bạn, dẹp tính ghen ha. Tiếp tới là gì? Thông điệp là tôi nghĩ tôi và bạn còn quá trẻ để đến với nhau ở thời điểm đó. Và trẻ là đúng, tại vì lúc đó cả hai bạn chưa có hề trưởng thành về mặt cảm xúc, chưa biết yêu thương bản thân của mình. Nhờ cái cuộc tình chia tay này mà hai bạn lại biết yêu thương bản thân mình, biết mình cần gì và muốn gì, biết là phải yêu như thế nào. Chứ không phải như xưa nữa, hồi xưa mình trẻ trâu quá đi ha. Thông điệp thứ hai là họ muốn nói gì? Và họ đã thấy mối tình của hai bạn qua âm nhạc. Điều này họ đã có một số bài hát mà họ thấy là khi mà nghe bài hát này họ nhớ bạn rất là nhiều. Có thể âm nhạc khiến cho cảm xúc thể hiện của họ rằng diễn ra rất mạnh mẽ. Bởi vì lúc mà hai bạn yêu nhau, hai bạn có những cái bài hát chung sao á. Do đó khiến cho họ mỗi lần mà nghe cái bài hát này trên radio hoặc là trong đầu họ sẽ vang vang lên hình ảnh về bạn. Nó sẽ có những cảm xúc cho bạn và họ trở lại những điều khi xưa. Thật ra mình muốn nói cho các bạn biết một cái bí mật. Để quen là người yêu cũ, các bạn đừng có mang năng lượng quán trách. Các bạn chỉ cần khơi gợi cảm xúc của họ, tức là khơi gợi năm giác quan. Mùi hương, những hình ảnh, những hành động, những cái nghe lúc trước, những vật phẩm âm nhạc và những lời nói thì thầm. Bạn khơi gợi càng nhiều mà đánh vào năm giác quan này, tức là bạn khơi lên cảm xúc. Đây là lúc mà họ sẽ có thể yêu lại bạn từ đầu. Bởi vì con người chúng ta hình thành tình yêu qua cảm xúc. Do đó nếu như bạn biết đánh mạnh vào cảm xúc, chắc chắn bạn sẽ có được tình cảm của người khác. Mà cái này là cái bí quyết về tâm lý học của giáo sư tiến sĩ bên Mỹ chia sẻ nha các bạn. Một tuyệt chiêu đó nha, áp dụng cho mọi mối quan hệ trong xã hội này luôn. Mà theo như mình nghĩ á, hình như bây giờ các bạn có thể gửi một cái bài hát mà họ yêu thích đi, chắc chắn hình như sẽ là món quà tuyệt vời với họ trong cái thời điểm này. Thông điệp vũ trụ ra lá bài này, chắc chắn cái bài hát này sẽ giúp hai bạn gắn kết trở lại. Hy vọng là có mối quan hệ của bạn sẽ trở nên ý nghĩa và viên mãn hơn nếu như âm nhạc mà có thể là món quà để kết nối hai bạn. Mình hy vọng có gì nhớ để lại comment bên dưới báo cho mình biết ha. Thì sau đây là thông điệp của Oracle, của vũ trụ muốn gửi cho mối quan hệ của hai bạn là gì. Thông điệp này đánh giá lại cái mối quan hệ của bạn và họ, người yêu cũ. Thì ở đây có thông điệp là True Love, là người yêu đích thực. Sau khi chia tay, mà ngay cả khi hai bạn không còn bên nhau, mà thông điệp này ra là vũ trụ nói rằng họ nhớ bạn, họ muốn quay trở lại và họ cảm thấy hạnh phúc nếu như có bạn ở trong đời. Họ có thể nhận ra là họ yêu bạn nhiều hơn sau chia tay và họ đánh giá cao cái quá trình bạn thay đổi chữa lành, bạn biết phát triển bản thân, bạn biết bao dung tha thứ cho chính họ. Nhưng các bạn lưu ý,
chỉ quay lại khi mà hai bạn giải quyết được cái vấn đề còn khúc mắc lẫn nhau, vấn đề mà gây ra sự tan vỡ thì mới được dám đối mặt, đón nhận mọi thứ. Trên tinh thần đó thì hai bạn mới quay trở lại, còn không mình nên ngừng. Bởi vì mình tìm cái người phù hợp với tính cách, giá trị, mục tiêu, biết nâng đỡ, yêu thương nhau. Chứ không phải kiếm người yêu cũ tại vì bạn sợ cô đơn. Bạn muốn ích kỷ, bạn muốn lấy lại. Đừng làm vậy các bạn. Tình yêu thật là tình yêu bạn biết yêu thương bản thân của mình sau khi chia tay. Và bạn nhận ra là mình xứng đáng nhận được nhiều điều tốt hơn ở người yêu cũ. Mà cái người yêu cũ này họ đáp ứng được cái điều đó thì họ đã vượt qua cái thử thách. Lúc đó hãy yêu trở lại, còn không thì thôi, độc thân, bởi vì bạn xứng đáng để có được hạnh phúc và an bình trong cuộc đời này. Ai cũng sẽ được yêu hết các bạn. Điều quan trọng là hãy thành thật với bản thân mình và cảm xúc của mình, đón nhận những điều tất cả mọi thứ, thu hút những điều như ý, thu hút những điều tích cực cho mình. Nhất định cuộc sống bạn sẽ thay đổi rất nhiều. Xin cảm ơn các bạn đã xem cái bài này.